tình mơ vội vàng lên chuyến xe đưa tôi trở về nhà với mẹ. Lòng tôi đã xôn xao nôn nao từ tận tối qua, tôi như đứa trẻ cũng mong rằng bánh xe lăn nhanh lăn đều hơn nữa nhé. Trái tim tôi đang đập vội vàng lắm rồi. Một năm đã đi xa thì bao nhiêu là chuyến đi, không giống chuyến này vì tôi đang về quê. Chuyến này đặc biệt vì tôi biết có người đợi chờ tôi, nhớ tôi và mong ngóng tôi, thế nên phải mau về thôi. Mùa xuân ngoài kia nở ngập tràn hoa. Ngồi nhiều giờ trên xe, tôi ngắm nhìn mọi người xung quanh, đều bồi hồi rất muốn nhanh về đến nhà. Nhớ những gì một năm đã qua, từng chặng đường đã xa, khi nỗi buồn lớn vui ta từng trải qua. Chuyện của mình trong năm tôi muốn kể hơn bao giờ hết, kể rằng mình đã sống yêu đời thế nào. Không chuyến nào bằng được chuyến đi về nhà cùng gia đình, lòng rộn ràng biết bao đi để trở về. Xa đi bao nhiêu là chuyến đi, không giống chuyến này vì tôi đang về quê. Chuyến này đặc biệt vì tôi biết có người chờ tôi, nhớ tôi và mong ngóng tôi, thế nên phải mau về thôi. Mùa xuân ngoài kia nở ngập tràn hoa. Giờ trên xe tôi ngắm nhìn mọi người xung quanh, đều bồi hồi rất muốn nhanh về đến nhà. Nhớ những gì một năm đã qua, từng chặng đường đã xa, kỷ niệm buồn lớn vui ta từng trải qua. Chuyện của mình trong năm tôi muốn kể hơn bao giờ hết, kể rằng mình đã sống yêu đời. Phải là chuyến đi về nhà hay sao? Đi xa để trở về chính nơi gia đình chờ mong ta, không thể chờ nữa đâu, ta phải về thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.